Chị ra clip ghép tấm xem nào, vì một số loại ốp tường khe ghép nối thô quá khách chê. Ok, chốt luôn. Mình sẽ ghép tấm cho các bạn cùng xem nhá. Và bây giờ mình sẽ nhờ hai anh kho đi tìm cho mình hai cái màu tấm. Đây, đây. Hai anh lấy hộ em với cái màu tấm. Đây mọi người ạ, mình sẽ lấy cái màu đậm và cả màu hai tấm màu nhạt nữa để lên cho các anh chị em nhà mình cùng xem. Đây, đây. Đấy, và nhiều khi các bạn nhà em thì các anh nào mà cần phải xem màu thực tế thì các bạn nhà em cũng xuống gọi video call cho các anh để xem thực tế màu luôn. Đấy, kiểm tra check màu luôn. Đây, và em đang có cái màu này là màu gỗ đậm nhá. Tấm này là tấm mấy mét đây anh nhỉ? 3 mét rưỡi. Với cái dòng tấm này của Haroma thì có 3 mét, 3 mét rưỡi và 4 mét cho anh chị em nhà mình. Ngoài ra thì còn cắt cả theo kích thước yêu cầu nữa. Lấy hộ em cái tấm màu 03 sản xuất đấy bé. Lấy hộ em hai tấm để em ghép đấy. 903 sản xuất. Đây mọi người cùng nhìn quan sát đi với Hạ nhá. Đây cái hàm của tấm sau khi ghép vào với nhau đấy. Đấy, và em quay cả cái chỗ phần đầu ghép hẹp nữa cho mọi người cùng nhìn này. Và lên luôn cho anh chị em nhà mình cùng xem nhé. Đây đây, hàng sản xuất nữa này. Đồng thời với đó, lên thêm một cái tấm màu xám hơn cho anh chị em nhà mình cùng xem, cùng kiểm tra nha. Cái này là hàng sản xuất cắt theo kích thước yêu cầu cho anh chị em nhà mình đây. Đó, lên cả hàng nhập khẩu và cả hàng sản xuất luôn. Để nhà mình cùng kiểm tra về cái độ khít hẹp của tấm nhé. Đó, anh chị em nào mà đã xem trên kênh của Hạ rồi và đã đăng ký kênh rồi thì nhớ ấn like nha. Còn những anh chị em nào mà chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh để liên tục cập nhật vật liệu mới với Hạ Haroma nha. Còn bây giờ mình cùng kiểm tra chất lượng cái tấm màu gỗ này. Mọi người cùng nhìn này. Cái này nếu như mà chúng ta dùng ke khoan bắt vít giữ cố định vào nó sẽ rất là khít nhé mọi người nhé. Dùng ke và khoan bắt vít giữ cố định vào, hèm của hai tấm này với nhau này, nắp hèm âm và hèm dương, khi thi công của nó rất nhanh. Nên là tại sao mà các bác làm bây giờ các bác thợ lại rất ưa chuộng dòng này, bởi vì sao? Thời gian thi công của nó nhanh hơn rất là nhiều, hơn nữa là nó lại còn đỡ bị bụi bẩn nữa. Và mọi người này, tấm này rất là sáng nhá, và nó không hề bị lộ cái đường ghép giữa hai tấm với nhau đâu ạ. Đó mọi người nhìn này. Và người thật được thật, nên cho các anh chị em nhà mình cùng xem, các anh chị em nhà mình thấy hài lòng rồi thì thả like thả tin thật nhiều cho Hạ nhá. Cũng như là thả like cảm ơn hai bác vừa rồi đã giúp Hạ ghép hai tấm lại với nhau. Và nếu như có bất kỳ cần thêm thông tin gì về những cái dòng vật liệu mới này, cứ nhắn cho Haroma kiểm tra chất lượng tấm ốp trần tường xem có khít hay không thì cùng thử nghiệm với Haroma đây rồi nhá. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để liên tục cập nhật vật liệu mới với Hạ Haroma nha. Bây giờ thì Hạ xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.